Quý khán giả vẫn đang giữa làn sóng Hồng Việt TV. Tiếp theo sau đây là phần tin quốc tế mở đầu với Julie. Toàn bộ người dân thành phố Yellowknife ở Canada di tản vì cháy rừng. Cảnh sát cứu hỏa Canada hôm thứ Năm cố gắng ngăn chặn cháy rừng lan đến thành phố Yellowknife, nơi toàn bộ 20.000 người dân phải di tản. Phi cơ cứu hỏa bay phía trên Yellowknife khi khói dày đặc bao trùm thủ phủ của vùng lãnh thổ Tây Bắc. Giới chức cho biết ngọn lửa hiện nay cách thành phố 15 km và có thể lan đến ngoại ô trước thứ Bảy nếu trời không mưa. Cơ quan cứu hỏa của vùng lãnh thổ Tây Bắc cho hay những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn với hai ngày gió Tây Bắc và Tây Tây Bắc trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy sẽ đẩy ngọn lửa về phía Yellowknife. Ở tỉnh British Columbia, nhà chức trách cảnh báo người dân chuẩn bị cho nguy cơ cháy rừng. Giám đốc cơ quan phòng chống cháy rừng Cliff Chapman nói rằng về nguy cơ cháy rừng, điều kiện thời tiết hiện nay sẽ trở thành thách thức trong 24 đến 48 giờ tới. Ở Yellowknife, hàng trăm người tập trung bên ngoài một trường trung học chờ được đưa đến phi trường trong một trong năm chuyến bay di tản hôm thứ Năm đến tỉnh Alberta. Thủ tướng Justin Trudeau triệu tập cuộc họp với nhóm ứng phó để bàn thảo tình hình cháy rừng hôm thứ Năm. Nhóm này bao gồm các bộ trưởng và quan chức cấp cao. Nhóm họp trong trường hợp khủng hoảng xảy ra. Phát biểu với đài CBC sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Bill Blair cho biết chính quyền liên bang đang theo dõi sát việc di tản và chuẩn bị nhanh chóng di tản người dân bằng phi cơ nếu các tuyến đường bộ bị chia cắt. Còn trong khi đó, máy bay không người lái drones của Ukraine đâm sầm vào một tòa nhà tại Moscow, làm gián đoạn đi giao thông hàng không. Một máy bay không người lái đã đâm sầm vào một tòa nhà ở trung tâm Moscow vào hôm nay sau khi phòng không của Nga bắn hạ nó, làm gián đoạn giao thông hàng không tại tất cả các phi trường dân sự ở thủ đô của Nga. Một nhân chứng trong khu vực này nghe thấy một tiếng nổ mạnh. Nhân viên cứu nạn kiểm tra mái của tòa nhà bị drones tông vào. Bộ Quốc phòng Nga và thị trưởng của Moscow Sergei Soyanin cho biết rằng không xảy ra thương vong sau khi phòng không bắn hạ máy bay drones và làm nó rơi xuống một tòa nhà của Trung tâm Triển lãm Moscow vào sáng hôm nay. Trung tâm triển lãm chỉ cách Điện Kremlin chưa đến 5 km. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng khoảng 4 giờ sáng thì Ukraine mở cuộc tấn công khủng bố bằng phương tiện bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở Moscow và khu vực Moscow. Và Kiev vẫn chưa bình luận gì. Giao thông hàng không bị gián đoạn trong chốc lát tại 4 phi trường lớn ở thủ đô, mặc dù sau đó hoạt động bình thường trở lại. Cơ quan vận chuyển hàng không Nga cho biết rằng 7 chuyến bay chuyển hướng đến các phi trường khác. Các cuộc tấn công bằng drones ở sâu bên trong Nga gia tăng kể từ khi một drone bị bắn hạ gần Điện Kremlin hồi tháng 5. Và các khu dân cư ở thủ đô sau đó bị tấn công trong tháng 5 và một khu thương mại ở Moscow bị tấn công 2 lần trong 3 ngày đầu tháng này. Và cả Ukraine và Nga đều phủ nhận tấn công thường dân và hạ tầng dân sự trong cuộc chiến gần 18 tháng qua. Nga và Trung Cộng tập trận hải quân chung. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết chiến hạm Nga và Trung Cộng đang thực hiện tuần tra chung ở Thái Bình Dương, bao gồm diễn tập cứu nạn và diễn tập chống không kích. Đoạn video của hãng thông tấn TASS của Nga cho thấy 9 tàu lớn đang di chuyển theo đội hình. Bộ Quốc phòng cho hay cuộc diễn tập cũng bao gồm luyện tập tiếp nhiên liệu và chuyển hàng hóa. Đội tàu chung đã tuần tra hơn 6.400 hải lý kể từ khi bắt đầu diễn tập. Bộ cho biết tàu của Hải quân Nga và Hải quân Trung Cộng hiện đang hoạt động ở vùng biển Hoa Đông. Trong khoảng thời gian này, thủy thủ hai nước luyện tập chống tàu ngầm, đẩy lùi cuộc không kích của kẻ thù, luyện tập cứu nạn trên biển và hoàn thiện kỹ năng cất và hạ cánh trực thăng trên bông chiến hạm. Liên hệ giữa Moscow và Bắc Kinh thân cận hơn trong những năm gần đây khi giao tranh kéo dài ở Ukraine phá vỡ liên hệ của Nga với Tây Phương. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Cộng hôm thứ Hai cho biết tàu hải quân hai nước tiến hành tuần tra ở khu vực phía Tây và phía Bắc Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng Lý Thường Phúc đến Nga trong tuần này để dự Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 11, nơi ông kêu gọi hợp tác quân sự chặt chẽ hơn. Moscow và Bắc Kinh đẩy mạnh hợp tác phòng thủ song phương trong những tháng gần đây, tiến hành tuần tra chung trên không phía trên biển Nhật Bản và biển Hoa Đông hồi tháng 7. Quả bom nợ Evergrande nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Ngày hôm qua, China Evergrande Group, mà từng là hãng địa ốc lớn thứ hai của Trung Cộng,
nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Hoa Kỳ. Evergrande hôm qua đã nộp đơn theo chương 15 luật bảo hộ phá sản của Mỹ. Động thái này sẽ cho phép một tòa án phá sản tại Mỹ vào cuộc khi có trường hợp mất khả năng thanh toán liên quan đến một quốc gia khác. Chương 15 này khuyến khích sự hợp tác giữa các tòa án Mỹ, các chủ nợ và các tòa án các nước liên quan đến quy trình phá sản. Evergrande cũng như các hãng bất động sản của Trung Cộng khác đều rơi vào khủng hoảng từ giữa năm 2021. Nguyên nhân được cho là chính sách ba lằn ranh đỏ của Bắc Kinh được tung ra nhằm giảm rủi ro hệ thống bằng cách hạn chế khả năng vay mới của các công ty địa ốc. Evergrande thiệt hại nặng nề do lạm dụng đòn bẩy tài chánh để phát triển dự án và kinh doanh đa ngành. Tổng nợ của hãng này đã vào khoảng là 340 tỷ đô la. Con số này tương đương 2% GDP của Trung Cộng và Evergrande từng vỡ nợ năm 2021, châm ngòi cho cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Cộng kéo dài cho đến hiện tại. Và giữa tháng trước, hãng này công bố lỗ 81 tỷ đô la trong 2 năm 2021 và 2022. Nhiều tháng nay, Evergrande đã nỗ lực thực hiện kế hoạch tái cấu trúc nợ tại nước ngoài. Vào hồi tháng 4, họ cho biết vẫn chưa đạt được tỷ lệ đồng thuận cần thiết trong nhóm chủ nợ để bắt đầu kế hoạch này. Và 77% nhà đầu tư nắm trái phiếu hạng A đã thông qua, trong khi đó chỉ 30% trái chủ hạng C đồng ý. Và công ty này còn ít nhất 75% trái chủ của mỗi nhóm đồng ý để thực hiện một trong những vụ tái cấu trúc lớn nhất tại Trung Cộng tính đến nay. Phó Tổng thống Đài Loan trở về sau chuyến quá cảnh Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Đài Loan William Lai hôm nay trở về sau chuyến thăm tế nhị đến Hoa Kỳ, chuyến đi bị Trung Cộng lên án và khiến giới chức Đài Loan cảnh báo có thể thôi thúc Trung Cộng tập trận quân sự gần hòn đảo này. Sau khi về đến phi trường quốc tế ở Đào Viên, ông Lai nói rằng vì công việc vất vả của mọi người, sức mạnh của Đài Loan ngày càng mạnh hơn và nó cho cộng đồng quốc tế thấy rằng Đài Loan là nước đấu tranh cho lẽ phải, rằng cộng đồng quốc tế thực sự chú ý lớn đến Đài Loan. Bắc Kinh lên án chuyến quá cảnh ở Hoa Kỳ, gọi ông Lai là kẻ ly khai và là kẻ gây rắc rối. Giới chức Đài Loan dự đoán Trung Cộng có thể sẽ tập trận quân sự trong tuần này gần hòn đảo, sử dụng chuyến quá cảnh Hoa Kỳ của ông Lai làm cái cớ để hăm dọa cử tri trước cuộc bầu cử tổng thống năm tới và làm cho cử tri lo sợ chiến tranh. Đài Loan đến nay chưa tìm thấy hoạt động quân sự bất thường nào của Trung Cộng gần hòn đảo. Giữa căng thẳng tăng cao giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, Á Châu chứng kiến một loạt cuộc tập trận quân sự chung trong những tuần lễ gần đây. Hôm thứ Năm, chính phủ Nhật Bản cho biết 11 tàu hải quân Trung Cộng và Nga đi qua vùng biển giữa đảo Okinawa và Miyako, cửa ngõ để đến Thái Bình Dương và biển Hoa Đông. Một nguồn tin thân cận cho hay tàu hải quân Trung Cộng và Nga diễn tập giả lập tấn công lực lượng Hoa Kỳ đóng quân trên đảo Okinawa, cũng như diễn tập chiếm giữ các địa điểm chiến lược. Ứng viên Thủ tướng Thái Lan Srettha phản bác cáo buộc hối lộ. Ông trùm bất động sản chuẩn bị trở thành tân Thủ tướng Thái Lan hôm nay cho biết rằng ông muốn giải quyết tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng khi ông phản bác cáo buộc tham nhũng trước cuộc bỏ phiếu chuẩn thuận vào tuần tới. Quốc hội Thái Lan đã sẽ nhóm họp trong ngày thứ ba tới để bỏ phiếu quyết định liệu có chấp thuận để ông Srettha giữ chức thủ tướng hay không và kết thúc 3 tháng bế tắc chính trị kể từ cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5. Đảng Phêu Thái dẫn đầu liên minh đa đảng sau khi đảng Move Forward bị phe bảo thủ và thân quân đội ngăn chặn lãnh đạo đảng này giữ chức thủ tướng. Ông Srettha nói là kẻ thù của ông là nghèo đói và bất bình đẳng. Mục tiêu của ông là làm cho cuộc sống của mỗi người dân Thái Lan tốt đẹp hơn. Ông Srettha là cựu lãnh đạo công ty bất động sản Sunshiri, phản bác cáo buộc tham nhũng từ ông Chowit Kamovisik, một người thường tố giác chống hối lộ. Ông Srettha nói rằng ông minh bạch trong công việc, ông đến hôm nay để công chúng thấy được sự vô tội của ông. Các hoạt động của ông đều thực hiện theo luật pháp và ông phản bác toàn bộ cáo buộc của ông Chowit. Với trong tuần này, ông Chowit đề nghị cảnh sát điều tra hai cuộc mua bán đất của công ty bất động sản Sunshiri. Chủ tịch Hạ viện Wan Mohammed Nun Mata đã xác nhận cuộc bỏ phiếu bầu chọn thủ tướng sẽ diễn ra trong ngày thứ ba tới. Và để trở thành thủ tướng, ông Srettha cần đa số phiếu của Hạ viện và Thượng viện. Hai tín đồ Kitô giáo bị cáo buộc bán bổ bị bắt giữ ở Pakistan sau khi đám đông đốt cháy nhiều nhà thờ.
cảnh sát đã bắt giữ hai tín đồ Kitô giáo bị cáo buộc bán bổ ở miền đông Pakistan, hai ngày sau khi một đám đông người Hồi giáo đốt cháy nhiều nhà thờ và nhà ở tại một khu dân cư của nhóm thiểu số tôn giáo, nói rằng hai người này mạo phạm sách kinh thánh Koran. Binh lính bán quân sự bảo vệ khu dân cư ở miền đông đất nước sau khi đám đông đập phá ít nhất một nhà thờ chính và bốn nhà thờ nhỏ, cũng như đốt cháy nhiều căn nhà. Một nghĩa trang Kitô giáo cũng bị đập phá. Bán bổ có án phạt tử hình ở Pakistan, và mặc dù chưa ai bị xử tử vì tội này, nhiều người bị đám đông phẫn uất xử tử không qua xét xử. Thủ tướng lâm thời Anwar Ul Haq Haka hôm nay cho biết các nhóm thiểu số phải được bảo vệ bằng mọi giá, hứa hẹn mạnh tay với những người tham dự bạo lực. Trong cuộc họp nội các đầu tiên, ông nói rằng không có gì phải sợ hãi. Cảnh sát công bố bắt giữ 128 người liên quan đến cuộc tấn công cộng đồng Kitô giáo ở Rawalpindi ở thành phố Faisalabad hôm thứ Tư. Người dân và lãnh đạo cộng đồng cho hay cuộc tấn công xảy ra ở Jaranwala ở Faisalabad hôm thứ Tư và kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của cảnh sát, mặc dù cảnh sát có mặt tại hiện trường. Cảnh sát phủ nhận cáo buộc, nói rằng lực lượng an ninh ngăn chặn tình huống xấu hơn xảy ra. Người dân cho biết hàng ngàn người Hồi giáo do các giáo sĩ địa phương dẫn đầu cầm thanh sắt, gậy gộc, dao và dao găm trong cuộc bạo động. Hàng trăm tín đồ Kitô giáo chạy khỏi khu dân cư và lánh nạn ở quận gần đó. Động đất 6.3 độ làm rung chuyển thủ đô Colombia. Một trận động đất mạnh 6.3 độ Richter đã làm rung chuyển thủ đô Bogota của Colombia ngày hôm qua, khiến người dân hoảng loạn chạy ra đường phố và làm một phụ nữ ngã tử vong. Hiện chưa có thông tin gì về thiệt hại từ trận động đất mà được cơ quan địa chất quốc gia Colombia công bố ra cường độ 6.1 độ. Ông Adrian Alarcon đã làm việc gần quận Park 93 ở thủ đô cho biết là trận động đất mạnh và kéo dài, ông vội vàng bỏ chạy. Thị trưởng thành phố cho biết trận động đất này đã xảy ra ở phía đông nam thủ đô, nơi một phụ nữ ngã từ cửa sổ tầng 10 xuống tử vong trong trận động đất. Và quốc hội cho biết Hạ viện bị hư hỏng sau trận động đất đã làm đồ trang trí rơi từ trần rơi xuống. Cơ quan bảo vệ dân sự cho hay người dân ở tại Cavario, phía đông nam thủ đô, được di tản đến nơi an toàn. Cửa sổ trong khu vực bị hư hỏng trong trận động đất. Ở tại Villa Viancio gần đó thì một trận lở đất xảy ra và nhân viên cơ quan bảo vệ dân sự vẫn đang kiểm tra thiệt hại. Theo sau trận động đất là một loạt các trận dư chấn khi người dân tụ tập trên đường phố. Cơ quan địa chất quốc gia ước tính trận động đất thứ nhì có cường độ 5.6 độ, theo sau là trận dư chấn 4.8 độ. Quân đội Tây Phi nhóm họp để quyết định khả năng can thiệp ở Niger. Các lãnh đạo quân đội Tây Phi hôm nay tổ chức ngày họp thứ nhì, cũng là ngày cuối cùng ở thủ đô Accra của Ghana, nơi họ thảo luận chi tiết khả năng can thiệp quân sự ở Niger nếu ngoại giao không thể đảo ngược cuộc đảo chính quân sự. Các sĩ quan quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum ngày 26 tháng 7 và phớt lờ lời kêu gọi từ Liên Hiệp Quốc. Khối ECOWAS của Tây Phi và các nước khác phải phục chức cho ông Bazoum, khiến các nước khu vực ra lệnh cho lực lượng chuẩn bị sẵn sàng can thiệp. Trong cuộc họp hai ngày, các lãnh đạo thảo luận công việc hậu cần và các yếu tố khác nếu điều động lực lượng. Mở đầu cuộc họp hôm thứ Năm, ông Abdel Fattah Moussa, lãnh đạo phụ trách chính trị, hòa bình và an ninh của ECOWAS, nói rằng sử dụng vũ lực là giải pháp cuối cùng, nhưng nếu các biện pháp khác thất bại, lực lượng Tây Phi sẵn sàng can thiệp. Ông cho hay đa số trong số 15 nước thành viên của khối đều sẵn sàng tham dự, ngoại trừ các nước đang nằm dưới sự cai trị của quân đội gồm Mali, Burkina Faso và Guinea và đảo quốc nhỏ bé Cape Verde. Bất kỳ sự leo thang nào cũng tăng thêm bất ổn cho khu vực Sahel nghèo khó ở Tây Phi, nơi phải đối phó với quân đội dạy Hồi giáo một thập niên qua. Niger cũng có tầm quan trọng chiến lược bên ngoài Tây Phi vì có các mỏ uranium và mỏ dầu, cũng như vai trò là trung tâm cho binh lính ngoại quốc tham dự cuộc chiến chống quân nổi dậy có liên hệ với Al-Qaeda và Islamic State. Công ty Xiaomi giới thiệu chó robot có thể múa ba lê. Công ty công nghệ Xiaomi của Trung Cộng phát triển chó robot mang tên CyberDog.
cách đây 2 năm để cạnh tranh với RobotSpot của Boston Dynamics. Nay công ty giới thiệu mẫu robot cải tiến được gọi là CyberDog số 2, thông minh hơn, giống như thật hơn. Quan trọng hơn hết là robot này nó giống một con chó hơn nhiều, thay vì là chỉ một thiết bị robot có chân. Đó là nhờ vào robot này có nhiều đặc điểm giống như một con chó Doberman, kể cả đôi tai đáng yêu. Và robot 4 chân thì cũng nhỏ hơn và nhẹ hơn robot tiền nhiệm, chỉ nặng gần 9kg so với 14kg của phiên bản trước đây. Các kỹ sư của Xiaomi cho hay là robot mới nhỏ hơn 40% so với robot đầu tiên của công ty. Và CyberDog số 2 này cũng cải thiện khả năng di chuyển, có khả năng thực hiện một loạt hành động ấn tượng như nhào lộn, múa ba lê, lắc mông, thậm chí đi trượt về sau. Và ngoài ra nó còn có thể trượt ván. Robot này có điều khiển chính xác hơn cùng hệ thống cảm biến và đưa ra quyết định. Và robot mới này cao khoảng 35cm so với 39cm của con trước đó và không bị ngã nhờ vào hệ thống cân bằng động. Và Xiaomi cũng trang bị cho nó một trí thông minh nhân tạo tự học hỏi, giúp nó thể hiện như bất kỳ con chó nào khác. Và chú chó mới này có giá $1,800 so với $1,540 của phiên bản đầu tiên. Bộ pin gắn trong cơ thể có thể giúp cho 90 phút hoạt động trước khi sạc nhanh qua cổng USB-C. Và robot này có thể điều khiển từ xa hoặc qua điện thoại nhờ vào kết nối Bluetooth hay là Wi-Fi. Từ sở thích nuôi ốc sên trở thành nhà kinh doanh ốc sên, nếu quý vị muốn một con thú cưng không rụng lông, không cần đi dạo, da trắng ồn ào, cô Chris Buckley tìm được loại thú cưng hoàn hảo, đó là ốc sên. Người mẹ ở Munich biến sở thích của cô thành công việc kinh doanh khi cô đăng tải một đoạn video về thú cưng ốc sên của cô và nhận được phản hồi áp đảo. Cô nhanh chóng nghe theo lời khuyên của con trai lớn và chuyển sang TikTok, nơi cô có 30.000 người theo dõi sau một đêm. Đến nay cô có hơn 180.000 người theo dõi trên TikTok, bên cạnh 12.000 người theo dõi trên Instagram. Cô Berkeley sau đó trở thành một chuyên gia về ốc sên, bắt đầu nhân giống và bán ốc sên trên cửa hàng online, đặc biệt phổ biến giữa các bậc cha mẹ mua ốc sên cho con của họ. Trong nhà kho, cô nuôi khoảng 5.000 con ốc sên các loại khác nhau. Một số ốc sên Achatina dài đến 25cm và nặng 600g. Thành công của cô đến một cách bất ngờ vì cô học ngành nghệ thuật và muốn trở thành nhạc sĩ. Công việc kinh doanh hiện nay cho phép cô có một nhân viên toàn thời gian và nhiều người phụ giúp. Là một người có hiểu biết về ốc sên, cô Berkeley hướng dẫn cách chăm sóc ốc sên tại nhà, cho chúng ăn gì, cách giữ ẩm cho ốc sên và loài nào thích hợp cho người mới bắt đầu nuôi ốc sên. Và đó đã kết thúc phần tin quốc tế. Một lần nữa, sau vài phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại những tin tức liên quan đến Việt Nam.